Xin chào tất cả các bạn và Kem Media đã quay trở lại với một video mới. Giờ này thì chắc hẳn là các bạn đang chuẩn bị đoàn tụ bên gia đình và tận hưởng kỳ nghỉ Tết âm lịch truyền thống rồi. Vì vậy chúng ta sẽ cùng tới với số Kem News cuối cùng của năm Kỷ Hợi nhé. Đầu tiên như mọi khi sẽ là phần điểm qua. Tin tức đầu tiên sẽ là về Jordan Brand với Russell Westbrook và Why Not 03. Hãng này đã công bố ngày ra mắt của phối màu mới mang tên Unite. Lấy ý tưởng từ series phim cùng tên của hãng vừa ra mắt hồi tháng 9 vừa qua, nói về sự quan trọng của tính đồng đội trong bóng rổ. Khá là buồn cười vì Russell là một vận động viên có thiên hướng ISO rất nhiều. Nhắc đến Tết thì chúng ta nhớ ngay đến những phối màu CNI của Nike, đặc biệt là trên Kyrie, và Kyrie 6 cũng không phải là một ngoại lệ. Sẽ có hai phiên bản được cho ra mắt. Phối màu đen được chính số 11 của Brooklyn mang trong trận đấu vừa qua, được chào bán công khai và rộng rãi. Ngược lại thì phối màu vàng theo dự đoán của mình sẽ cực kỳ limited và khó mua. Ngoài hai phiên bản CNI ra thì thế thứ 6 này còn cho ra mắt một phối màu cực đẹp mang tên Animal Print. Đúng như tên gọi thì bao phủ khắp phần upper là họa tiết đặc trưng cho các loài động vật. Nếu các bạn nào không cóp được màu LA trong pre-hit pack thì đây thực sự là một sự thay thế không tồi. Nói tới Nike và CNI thì không thể không nói tới Adidas, khi mà hãng này có cực kỳ nhiều vận động viên bóng rổ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên thì năm nay mới chỉ có hình ảnh về phối màu này của Harden Vol 4 là được công bố. Đây sẽ là phối màu cực kỳ luxury khi mà chất liệu được sử dụng sẽ là da bóng thay vì mesh hay là bryonite như bình thường. Logo Harden cũng được cách điệu rất đẹp mắt. Như thế này thì giá retail không tăng mới là lạ. Hãng thứ ba gửi lời chúc mừng Tết âm lịch với người dân châu Á sẽ là Under Armour với Curry 7. Theo mình thì đây sẽ là phiên bản CNI đáng mua nhất trong năm nay. Tông xám rất trung tính với điểm nhấn tinh tế là những cánh hoa đào ở gót giày và màu vàng gold ở kết nhựa midsole. Chắc chắn là mình sẽ cóp đôi này. Và đó là tin tức cuối cùng của phần điểm qua. Bây giờ chúng ta sẽ tới với điểm tin. Ngay đầu của chuyên mục điểm tin sẽ là tin buồn đối với các fan của Jordan và Travis Scott, khi mà phiên bản Jordan 6 Cactus Jack Yellow sẽ bị hoãn phát hành trong tháng 3 tới đây. Phiên bản này sau khi được rapper Offset của Migos mang thì gần như tạo thành một cơn bão trên mạng xã hội. Theo thông tin từ Jordan sẽ chỉ có 50.000 đôi được phát hành. Dự đoán giá resale sẽ còn kinh khủng hơn phiên bản đầu tiên. Đó là tin tức cuối cùng của Jordan trong phần điểm tin. Nhanh chóng chuyển sang Nike để còn về quê ăn Tết nào. LeBron 17 đang rất tích cực cho ra mắt những phối màu đặc biệt sau More Than An Athlete là James Gang và I Promise. Được lấy ý tưởng từ bộ phim Thứ Sáu Ngày 13 với nhân vật Jason Voorhees cực kỳ nổi tiếng và được yêu thích, nhất là đối với 5 thành viên trong gia đình LeBron. Vì thế nó được đặt tên là James Gang. Còn I Promise thì chắc chắn là không phải giới thiệu nhiều nữa. Đó chính là tên trường học do chính LeBron mở tại quê hương mình. Thông tin nổi bật nhất trong thời gian vừa qua đó là thế hệ thứ 4 của dòng PG được chào bán. Mở đầu sẽ là phối màu Black and White truyền thống. Đây tiếp tục là cuộc cách mạng với dòng giày quốc dân 110 đô của Nike. Full Length Air Strobo đơn thuần sẽ được sử dụng. Upper chia làm hai lớp với dây giày dầu kín. Mình cũng rất tò mò về phiên bản này. Ngay sau Black and White thì PG4 đã công bố lịch cho ra mắt hàng loạt phối màu kéo dài tới sự kiện All Star. Mở đầu sẽ là màn collab với hãng đồ uống thể thao nổi tiếng Gatorade. Giá retail của phiên bản này được tăng lên 120 đô. Upper sẽ được phủ hình ảnh của những bọt khí đặc trưng cho nước có ga. Logo GX sẽ được đưa lên lưỡi gà. Sắp tới sẽ còn có thêm một vài phiên bản PG4 Gatorade nữa nhé. Sau Kobe 1 và 4 thì Kobe 5 Pro Cho cũng đã được Nike release, cũng là phiên bản OG của thế hệ này, Chaos. Ngoài thay đổi lớn nhất là việc Zoom Air Turbo được đưa lên phần mũi giày, thì chất liệu hay phần form đơn giản sẽ chỉ là cao cấp hơn. Hiện tại thì phiên bản này đã sold out trên web của Nike. Yên tâm, sắp tới thì vẫn còn nhiều phối màu lắm, anh em cứ từ từ. Quay trở lại với Kyrie Irving và Kyrie 6, chắc hẳn các bạn không thể quên phối màu Bruce Lee trên Kyrie 3. Tin vui là nó được trở lại trên Kyrie 6. Khác với Kyrie 3 thì Kyrie 6 sẽ sử dụng tông màu đỏ với miếng chap và traction màu đen. Họa tiết 3 vết sẹo cực kỳ đẹp mắt, đặc trưng cho Lý Tiểu Long đặt tại Scoot, cực kỳ tinh tế. Quá là nhiều thông tin về Nike rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với Adidas với một phiên bản collab cũng tinh tế không kém. Đó chính là đêm 6 với bộ phim Sonic sắp ra mắt. Phối màu chia upper ra thành hai phần xanh và đỏ. Hình ảnh bộ tóc đặc trưng của Sonic được đưa lên phần midsole. Mặt trong khá là hài hước, là nó gợi nhớ cho mình đến Iron Man hơn là Sonic. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tới với chuyên mục bên lề nhé. Đầu tiên là phải kể đến hình ảnh của UA MB1 được leak. Mẫu signature thứ 2 của UA sẽ được cho ra mắt vào mùa thu năm 2020. Bộ đệm hover đặt tại gót kết hợp với micro G ở mũi giày, traction và upper cũng khá hứa hẹn. Một phiên bản cực kỳ thú vị vì như các bạn biết rồi đấy, lâu lắm rồi thì NBA mới có một trung phong có signature. Dự đoán thì giá retail sẽ là 130 đến 140 đô nhé.
Tiếp tục với những hình ảnh leak thì ADAPT BB 2.0 đang là tâm điểm của sự chú ý. Chính mình cũng bất ngờ với việc Nike cho ra mắt phiên bản tiếp theo. Có lẽ là do phiên bản 1.0 thành công ngoài mong đợi. Zoom Air Turbo được đặt tại mũi giày, công nghệ Earth được kéo cao tới tận cổ chân. Sơ qua thì hệ này có vẻ ngoài cực kỳ giống với HyperRef 2016. Jimmy Butler và Jordan Brand bất ngờ công bố kết thúc hợp đồng trước thời hạn, biến số 22 của Miami trở thành cầu thủ đang được các hãng thể thao cực kỳ săn đón trong thời gian gần đây. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ Jordan Brand khi Jimmy chia sẻ anh không nhận được sự tôn trọng cần thiết tới từ hãng này. Từ khi hợp đồng cũ được ký kết, Jimmy chưa từng được đứng tên quảng bá cho bất kỳ phiên bản nào của thương hiệu Jumpman. Một sự phí phạm không hề nhẹ tới từ Jordan. Hiện tại thì Adidas đang chiếm thế thượng phong trong việc giành lại Butler, theo ngay sau đó là Lightning và Puma, thậm chí là chính Nike. Tin tức cuối cùng thì không tới từ bóng rổ. Câu lạc bộ bóng đá Liverpool hiện đang blowout toàn bộ ngoại hạng Anh, vừa công bố bản hợp đồng áo đấu với Nike sau khi kết thúc hợp đồng với New Balance vào năm tới. Đây sẽ là một bước đi thành công tiếp theo của hãng thể thao với dấu Scoot, vì đế chế của Jurgen Klopp cùng câu lạc bộ có biệt danh là Lữ đoàn đỏ sẽ còn tồn tại rất lâu nữa. Và đó là tin tức cuối cùng của bản tin Cam News lần này. Chúc các bạn có một kỳ nghỉ Tết vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nhé. Nếu các bạn thích thì hãy like, share và subscribe ngay cho channel của Cam nhé. Xin chào và đây là Cam Media.